Rồi chúng ta đến với trận đấu thứ hai nào. Vâng, bên mình là có Pabran của Hoàng Anh Nhi và Greg. Vâng, vẫn có một quần sầu. Vâng, bên kia Chip Boy được cầm Greg và có một Egypt của Mạnh Hào. Vâng, tuần đi đấu này gặp hai sư tử. Vâng, tình huống mà Hoàng Anh Nhi mất một dần. Vâng, tuần đi dò phát hiện được bãi quả và gặp hai sư tử. Vâng, một bài Pabran thời điểm đầu tiên chỉ có, vâng, bầy gơ đầu tiên chỉ là bầy gơ 4 con và mất một dần. Như vậy đến thời điểm này dường như một thế đồ ăn chưa được thơm. Còn máy tí thì sao? Thảo này một bài tí người cầm Greg trong trận thi đấu này. Và cảm giác trong buổi chiều này và quân rất cảm giác. Vâng, lúc thì hai quân sầu, vâng, lúc thì có ít nhất phải có một quân tù dành cho các game thủ Hà Nam. Và bên kia vẫn là một cái gì đấy quân vẫn đẹp hơn. Vâng, trong trận thi đấu này cần phải có một bài Pamran và phải có tính đột biến. Nhưng mà dường như thời điểm đầu nhìn qua nhà thế Hoàng Mai Nhi. Vâng, nhìn qua chỉ có hai bãi quả cũng như là một bầy hươu đầu tiên lùa về. Như vậy là thêm cho một bầy hươu phụ nữa rồi. Một bài đánh với 18 dân và đánh với 19 dân Pamran. Nhưng quan trọng đồ ăn đầu tiên lùa về không nhiều. Cho nên thời gian lên đời cũng tương đối không được mắc binh. Và một trận thi đấu mà Pamran đánh với 20 dân trừ 1. All of
Vâng, ta quay trở lại một trận thi đấu, một tình huống dò timeline vừa rồi. Bởi Chip Boy một trận cầm Grick có vẻ như là rất mắc mình. Lên đời sớm nhất bản đồ. Vâng, Grick bên mình một bài lên đời không được sớm cũng như là Hoàng Mai Nhi. Đây không phải là bài Pamran đột biến. Một bài Pamran lên đời cũng bình thường thôi. Khi mà mất một dần cũng như là những cái đồ ăn đầu tiên lùa về là không nhiều, một bãi vàng xấu. Vâng, quân thì quân tuyển nhưng vâng cái map cũng rất xấu. Bởi vì giò của Grick đã có mặt tại nhà của Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, không biết là mình nên ăn vàng đâu. Cái bãi vàng này đang không thể vào bế dành cho người cầm Pamran này. Như vậy là tuần này mình mất một dân. Vâng, mất một dân Pamran và đang có chọc máy vào. Và bãi quả này, con giò mình xem có công nghệ gì chưa. Tiếp tục bị chọc một khoanh ruộng này cực kỳ nhức nhối. Một tình huống vẩy e kịp thời. Bởi vì rất hay. Một tuần vừa rồi rất may mắn là một tình huống vẩy e không. Để con giò lọt vào cái khe đấy thì mình sẽ cực kỳ là yếu. Con giò của Hoàng Mai Nhi mới chỉ có một lớp công. Còn cần phải khéo léo trong tuần thi đấu này. Một bài Grick. Một bài Grick từ nhà Pamran đến cũng rất khung. Còn trở lại máy của Tí đi. Tí đang chọc vào nhà người cầm màu 6 này. Tham đài Tí là 26 và đang chọc quái vào nhà người cầm màu 6. Màu 6 trận này cùng Egypt. Còn có tê thủ. Vâng, đây cũng là một thế nhà có hốc. Một thế nhà với những chiếc BE đã cơ cấu khung nhà mình rồi. Nông dân của Grick. Phát hiện đám nông dân chạy được của Grick. Grick bài lực rất khỏe và nâng cấp lên bánh xe rồi. Chúng ta xem máy Hoàng Mai Nhi. Bàn đối đầu với Grick có một phê thủ lại. Số lượng chém lạc đà của Pamran dường như là chưa có. Grick của đối đầu với Pamran có lẽ là cũng sẽ là một tình huống có thủ trước nhà BP thôi. Chúng ta chờ xem. Khi mà từ nhà Hoàng Mai Nhi qua nhà Grick là cần phải đi vòng rất xa. Đây là những thằng nông dân Grick đang bị chém của Tí đuổi và có P. Vực tuần này, các bạn có để ý rất hay. Tiếp tục đến con P nữa. Vâng, và chim én ngay con lạc đà này. Chưa được rồi, các bạn có tình huống vậy em. Vâng, đồ bạn phù được một con nhưng mình vẫn xin lại luôn. Vâng, chưa được thôi này, con lạc đà văng ra. Còn về đây lạc đà văng ra, phù được di chuyển rất nhanh. Chưa có phù được không? Vâng, rất hay rồi. Tuần phủ lấy lại lạc đà vàng vàng của mình, tiếp tục vừa chín mòi có thêm một P. Vâng, mình lại mất một lạc đà. Với những tuần liên tục, những tuần phủ qua phủ lại của hai nhà. Tạm thời thì mình vẫn chưa công được nhà người cầm Grick nhiều. Và dần đội bạn di chuyển tương đối nhanh. Và cánh này Hoàng Mai Nhi vẫn có thể solo được với người cầm Grick. Vâng, chưa có ai ưu thế ở nhưng đội bạn vẫn có P. Vâng, vẫn là một tuần phủ đỏ của người cầm Grick. Vâng, những tuần phù rất đỏ và chạy máy của Tí đi. Tí đang chơi lên nhà người cầm Egypt. Và cùng Egypt trong thế trận này đang đứng thủ trong nhà toàn tập. Mình chưa thể vào được. Vâng, trong này là 3-2, mình vẫn chưa thể vào được. Và ruộng chính có một tuần cùng đờ Egypt thả vào đây. Chúng ta xem mặt bên này. Vâng, những tuần công về cũng như công lạc đà nhau. Này của anh chỉ là 16. Vâng, có cùng đờ tại đây rồi. Vâng, có cùng đờ để đốt về. Quân xấu nhờ. Vâng, về quân đẹp nhưng mà vâng thế bài cực kỳ xấu rồi.